Nếu chưa chứng niết bàn cuối cùng cũng như vậy nên sanh nhàm chán và xa lìa. Đó là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa, thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện đi đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ đã thành xương vụn, máu thịt cạn khô, chỉ còn những sợi gân dính lại. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa đạt niết bàn rốt cuộc cũng như vậy, nên phát sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa, thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện đi đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, chỉ còn lại xương trắng, trắng tinh như ngọc tuyết kha, các gân mục nát, lóng đốt, rời rạc. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa được niết bàn rốt cuộc cũng như vậy, nên sanh nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa, thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện đi đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ đã thành sắc trắng, đốt xương phân tán, phun vãi khắp nơi. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta, bản tánh giống vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa được niết bàn rốt cuộc cũng như vậy, nên phát sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa, thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện đi đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, các xương phân tán khắp nơi, xương bàn chân chỗ này, xương ống chân chỗ kia, xương đầu gối chỗ nọ, xương đùi chỗ khác, xương sống chỗ khác, xương hông chỗ khác, xương ngực chỗ khác, xương vai chỗ khác, xương cánh tay chỗ khác, xương bàn tay chỗ khác, xương cổ chỗ khác, xương hàm chỗ khác, xương má chỗ khác, xương đầu chỗ khác. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, nếu chưa được niết bàn rốt cuộc cũng như vậy, nên sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa, thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là
Khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện đến chỗ Gò Mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, hài cốt ngổn ngang, gió thổi nắng đốt, mưa tràn sương thấm, trải qua năm tháng màu sắc trắng như ngọc tuyết pha. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, nếu chưa được Niết Bàn rốt cuộc cũng như vậy, nên sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham yêu thế gian. Lại nữa thiện hiện, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đến chỗ Gò Mả quan sát tử thi bị vứt bỏ, trải qua hơn 100 năm, hoặc hơn 1000 năm chỉ còn bột xương và đất, biến dạng thành màu xanh, có màu như lông bồ câu, hoặc có thứ mục nát ra bột như bụi trộn lẫn vào đất khó phân biệt được. Thấy việc này rồi tự nghĩ, thân ta bản tánh giống vậy, nếu chưa được Niết Bàn rốt cuộc cũng như vậy, nên sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Thiện hiện khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, như trụ pháp quán thân trong nội thân sai khác này, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian, nương vào ngoại thân để quán thân, nương vào nội ngoại thân để quán thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Tùy theo pháp thích ứng, Bồ Tát đều như vậy cả. Thiện hiện khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào thọ tâm pháp bên trong bên ngoài để quán thọ tâm pháp, nhờ tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian, tùy theo pháp thích ứng, nói rộng như trên. Thiện hiện như vậy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào thân thọ tâm pháp bên trong bên ngoài để quán thân thọ tâm pháp, tùy quán như vậy nhưng vô sở đắc. Thiện hiện đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa thiện hiện tướng đại thừa của các Đại Bồ Tát là bốn chánh đoạn. Những gì là bốn, thiện hiện nên biết. Khi kinh hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, làm cho chúng chẳng sanh, nên cố gắng phát sanh và giữ tâm chuyên cần siêng năng đúng đắn, đó là thứ nhất. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với các pháp ác bất thiện đã sanh, làm cho chúng chấm dứt hẳn, nên cố gắng phát sanh và giữ tâm chuyên cần đúng đắn, đó là thứ hai. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với pháp thiện chưa sanh, làm cho chúng phát sanh, kiên cố